KOC là Key Opinion Consumer, một cái người tiêu dùng có tiếng nói. Bất kỳ ai cũng có thể làm reviewer. Bạn không cần nổi tiếng, bạn không cần tài năng, bạn không cần bất cứ một cái tố chất nào hết, bạn đều có thể làm reviewer. Thế nhưng cái con đường mà từ reviewer làm một KOC, nó là cả một cái chặng đường. Xin chào, xin được chào đón toàn thể các bạn đang đến với chuỗi chương trình Nghề Này Sao. Không biết là ngày hôm nay của mọi người sao rồi. Ngày hôm nay của thầy Bell thì cũng rất là vui và đặc biệt là vô cùng háo hức khi chúng ta sẽ sắp được gặp gỡ một nhân vật rất là đáng yêu với một cái nghề nghiệp mà mình nghĩ ra cũng rất là nhiều các bạn trẻ đang quan tâm hiện tại, đó chính là nghề KOC. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với nhà sáng tạo nội dung Châu Muối. Xin chào tất cả các bạn của chương trình Nghề Này Sao. Mình tên Châu và mọi người thường hay biết đến mình với vai trò là Châu Muối, một nhà sáng tạo nội dung, và Châu làm việc chính ở trên nền tảng TikTok và Facebook. Trước khi mà chúng ta đi sâu vào khai thác xem nghề KOC là làm gì thì Châu có thể bật mí với mọi người là Châu đã gắn bó với nghề KOC được bao lâu rồi không? Nếu mà kể từ cái giai đoạn đầu tiên mình làm những cái video clip đầu tiên về KOC, về việc mà gắn link sản phẩm, giới thiệu sản phẩm thì chắc là hơn 3 năm rồi. Nhưng mà có một cái muốn nhấn mạnh ở đây, đó là Châu đã làm nghề này trước khi Châu biết được sự tồn tại của nghề. Tức là Châu vẫn làm nó một cách rất là bình thường, một cách bản năng, cho đến khi cái nghề KOC bắt đầu bùng nổ những năm gần đây, chắc là khoảng 1 năm mấy, 2 năm gần đây thôi. Thì đến cái lúc đó mình mới định hình là thì ra những cái gì mà mình đã làm trước đây nó chính là nghề KOC đó mà mình không biết. Vậy thì mọi người cũng có thể thấy là cơ duyên đến với nghề KOC của Châu Muối ban đầu bắt nguồn từ việc là Châu thích lan tỏa những cái trải nghiệm của mình về những cái điều thú vị về các sản phẩm, hoặc là trong cái quá trình mà mình làm video cuộc sống thường ngày, vlog của mình thì Châu cứ chia sẻ thôi. Vậy bây giờ Châu có thể bật mí cho Bell cùng với mọi người á, định nghĩa của Châu về nghề KOC là như thế nào không? Hơi khó nha. Nhưng mà có một cái, khi mà mình quay trở về với bản chất của cái từ đó, KOC là Key Opinion Consumer, một cái người tiêu dùng có tiếng nói. Nhưng mà Châu thích đem cái từ đó trở về nguyên bản của cái nghề, đó là reviewer. Và Châu vẫn thường hay nói với tất cả mọi người, những bạn trẻ mà hỏi Châu về nghề, đó là bất kỳ ai cũng có thể làm reviewer. Bạn không cần nổi tiếng, bạn không cần tài năng, bạn không cần bất cứ một cái tố chất nào hết, bạn đều có thể làm reviewer. Bạn chỉ cần mua một sản phẩm và bạn nêu cảm nghĩ của bạn về sản phẩm đó, đã là reviewer rồi. Thế nhưng cái con đường mà từ reviewer làm một KOC, nó là cả một cái chặng đường. Các bạn xây dựng uy tín, các bạn xây dựng cái bản ngã riêng của mình, cái tố chất riêng của mình trong từng sản phẩm review. Thì đó là cái lúc mà các bạn đến một lúc nào đó, các bạn sẽ được định nghĩa là Key Opinion Consumer. Rất là lâu khi Châu làm nghề nha, rất là lâu Châu không bao giờ dám tự nhận mình là KOC á. Nhưng mà khi mà nghề nó đã bắt đầu phổ biến á, người ta sẽ dùng cái từ KOC một cách phổ biến và người ta dùng một cách đại trà hơn. Thì đến lúc đó mình không thể là ai gọi mình là KOC, mình lại nói không, tôi không phải. Cũng nhân cái cuộc trò chuyện này, Châu cũng xin phép là ok, các bạn gọi Châu là KOC thì Châu sẽ dùng cái từ đó để nói chuyện với các bạn. Nhưng mà thật sự sâu trong lòng á, Châu vẫn chưa dám nghĩ Châu là đã lên cái mức KOC đâu. Một cái nghề rất là thú vị mọi người ha. Từ những cái trải nghiệm thật của mình đi review, mình mua sản phẩm, những nơi mà chúng ta trả tiền cho thói quen hoặc là sở thích của chúng ta, cho những bữa ăn ngon, những trải nghiệm du lịch tuyệt vời, thì đều cũng có thể kiếm tiền được từ những cái việc đó. Nhưng mà một cái điểm gì mà Châu nghĩ là khác biệt nhất và đặc biệt nhất về nghề KOC mà các nghề khác không có được? Đặc biệt nhất hả? Thì như Châu vừa nói lúc nãy nha, ví dụ như mình làm KOL đi, thì bạn phải giỏi về một lĩnh vực nào đó. Bạn có thể là bác sĩ, có thể là kỹ sư, có thể là luật sư. Bạn có cái kỹ năng và bạn có kiến thức chuyên sâu về cái ngành nghề đó, và bạn đưa ra ý kiến của mình cho mọi cái vấn đề trong xã hội. Bell cũng thấy là khi mà trong xã hội họ xuất hiện những cái đề tài tranh cãi, thì một KOL họ đứng lên, họ nói lên tiếng nói của mình, và cái tiếng nói đó được rất là nhiều bạn trẻ follow theo, đi theo. Thì đó là KOL, bạn cần phải có kiến thức và trải nghiệm rất nhiều. Content creator thì thoải mái hơn, các bạn có thể xây dựng bất cứ nội dung gì trong cuộc sống, vlog chia sẻ. Còn riêng cái KOC á, thì như Châu đã nói, bất kỳ ai, các bạn mua sản phẩm, các bạn trải nghiệm, các bạn nêu lên ý kiến của mình. Bởi vì không có bất kỳ một cái sản phẩm nào mà nó chiều lòng tất cả mọi người. Một chai nước hoa bạn ngửi, bạn khen thơm, bạn nói ô cái nước hoa này nó rất là thơm. Nhưng mà một người khác họ có thể nhìn vô và họ nói không, tôi ngửi cái mùi này tôi không thấy thơm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn KOC đó sai.
Bởi vì KOC họ chỉ nêu cái ý kiến của họ, cái cảm nhận cá nhân của họ về sản phẩm thôi. Công việc của một KOC một ngày nó sẽ như thế nào cho? Một ngày mà phải, nếu mà mình làm việc không á nha, thì thật ra để mà hoàn thành một video nó không phải là cái chuyện mà buổi sáng mình mua sản phẩm, buổi chiều mình ra cái video được, mà nó sẽ là cái trải nghiệm của mình. Mình sẽ mua sản phẩm từ nhiều ngày hôm trước, sau đó mình trải nghiệm, mình dùng. Và Châu có một cái thói quen của riêng Châu á, là cái sản phẩm đó nó thực sự phải mang đến cảm xúc cho mình. Ví dụ như mình xài cái sản phẩm đó mình thích, nhưng mà mình thích ở mức độ nào? Mình thích ở cái mức độ là quá là thích đi, thì mình sẽ làm cái review rất là nhanh. Thì một ngày làm việc của Châu nó rất là phải nói rất là cảm xúc luôn. Khi mà Châu có cảm xúc nhiều thì Châu sẽ quay nè, quay chụp rồi dựng video. Thì như các bạn biết, hiện tại mình có thể dựng video ngắn ở trên cái điện thoại rất là đơn giản. Thì Châu sẽ ngồi trong phòng quay dựng, ghi âm, rồi check lại tất cả các đó và đăng lên nền tảng. Và sẽ có những ngày mà Châu không làm gì cả, chỉ đơn giản là mình sử dụng sản phẩm đó thôi, để mà mình ấp ủ trong đầu mình những cái content mà mình muốn nói. Nên là Châu không có một ngày nào giống như một ngày nào trong cuộc sống của mình hết. Công việc này theo mô tả của Châu Muối thì rất là thú vị đúng không mọi người? Hiện tại thì có rất là nhiều các bạn trẻ mong muốn trở thành một KOC. Thì Châu có những cái tip gì giúp cho các bạn có thể rút ngắn con đường để trở thành một KOC mà sớm có được những cái nguồn thu nhập mà tốt không? Câu hỏi này hơi khó. Tại vì rút ngắn con đường hả? Châu không nghĩ là có một cái bí quyết nào có thể giúp bạn rút ngắn con đường. Cái cách mà rút ngắn đơn giản nhất đó là, ví dụ mỗi ngày người ta làm một video thì các bạn làm 10 video. Là ngắn dữ chưa? Tức là mình rút ngắn thời gian thì bắt buộc là cái năng suất của mình phải tăng lên để mà mình có thể rút ngắn được thời gian, thì có thể là cái con đường KOC của các bạn sẽ ngắn hơn. Vậy là không có cách nào khác bằng việc bắt tay vào làm thôi. Muốn con đường ngắn hơn thì lại phải càng làm nhiều hơn và năng suất hơn. Làm thế nào để các bạn có thể, với nội dung mà làm video ngắn như Châu đi, thì làm sao để các bạn biết được là các bạn nên làm nội dung gì nó sẽ phù hợp? Châu cảm thấy câu hỏi này cũng giống như khi mình 18 tuổi và mình chọn trường đại học vậy đó. Mình học ngành gì bây giờ? Mình bắt đầu với ngành gì bây giờ? Thì Châu nghĩ cái đơn giản nhất để các bạn chọn đúng sản phẩm và chọn đúng cái ngách mà mình muốn làm, đó chính là con người của mình như thế nào thì mình show ra như thế đó. Ví dụ như bạn yêu thích những cái viết chữ, những cái văn phòng phẩm, các bạn viết chữ rất là đẹp, các bạn trang trí sổ rất là đẹp, các bạn bắt đầu bằng việc giới thiệu những cây bút, các bạn có thể bán cho đối tượng học sinh, sinh viên. Hay là như Châu thích nấu ăn, Châu làm rất là nhiều content về nấu ăn, thì Châu sẽ giới thiệu những cái nồi, những cái chảo, những cái thiết bị ở trong nhà bếp. Nhưng có một lưu ý rằng á, cái việc mà các bạn chọn sản phẩm nào nó sẽ định hình nhóm khán giả của mình. Một câu hỏi nữa mà cũng có rất là nhiều bạn trẻ đặt ra cho Châu Muối trước cái chương trình ngày hôm nay là: chị Châu ơi, làm thế nào để các KOC trẻ mới nhận được sự tin tưởng của khán giả và các nhãn hàng ? Châu nghĩ là để mà tạo được lòng tin và sự uy tín á, thứ nhất là cái sản phẩm mình làm ra, dù là lần đầu tiên mình xuất hiện trước công chúng, video đầu tiên mà mình làm, thì sản phẩm nó phải thật chỉnh chu. Cái cách mà các bạn trình bày sản phẩm nó phản ánh con người của mình. Chỉnh chu từ ánh sáng, từ góc máy sạch sẽ, từ background. Châu không nói ở đây là cái chuyện mà các bạn phải có một cái nơi thật là chuyên nghiệp, đánh ánh sáng thật là hoành tráng. Các bạn có thể chỉ đơn giản là mang cái sản phẩm đó ra ngoài nắng để tận dụng cái ánh sáng mặt trời. Người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy ngay là người này có uy tín hay không, người này có làm sản phẩm chỉnh chu hay không. Thương hiệu, brand cũng chính là khán giả của mình đó. Thì khi khán giả tin mình thì brand sẽ tin. Châu nghĩ là từ những cái sản phẩm đầu tiên mình nên chỉnh chu đã. Qua việc chia sẻ vừa rồi rất là tâm huyết. Nếu mà những bạn mà mới tập tành bước chân vào con đường trở thành một reviewer hay là một KOC á, thì chúng ta cũng hãy chú trọng vào chất lượng của video. Cả cái cách mà chúng ta chọn sản phẩm hoặc là dịch vụ để mà review, nó cũng phải phản ánh lên được cái tính cách và con người của mình. Và một cách khách quan nhất thì chắc chắn là chúng ta sẽ được đón nhận thôi. Sau tất cả những chia sẻ vừa rồi thì Châu ơi, Beo cũng rất là thắc mắc là cái vị thế của nghề KOC ở thời điểm hiện tại là như thế nào? Nó đang có đang cực kỳ hot ở trên thị trường không? Châu nghĩ hiện tại KOC đang là một cái nghề rất là hot. Và như mình thấy có rất là nhiều chương trình, có rất là nhiều người mổ xẻ cái nghề nghiệp này. Nên là Châu nghĩ hiện tại mọi người sẽ quan tâm rất nhiều. Nhưng mà cũng giống như bất kỳ cái nghề nào mới á, Châu nghĩ là sẽ phải có một cái quá trình sàng lọc để mà mình lọc bớt những cái toxic, những cái không hay về nghề, và mình chỉ còn lại tinh hoa của nghề để mà phát triển thôi. Thì nghề KOC bởi vì nó quá là mới nên Châu nghĩ vị thế của nó trong cái bản đồ nghề nghiệp á, nó còn khá là thấp.
và nó có thể bị đánh giá thấp nữa. Nãy giờ thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện của Châu Muối về nghề KOC để mà chúng ta sẽ có được những cái hình dung về nghề KOC thực tế là nó sẽ như thế nào qua trải nghiệm của một nhân vật đã chinh chiến với nghề KOC cũng gần 3 năm nay. Thì trong suốt 3 năm vừa qua với nghề này thì Châu vui làm sao? Nếu mà nói về niềm vui thì Châu sẽ chia ra niềm vui cá nhân và niềm vui của nghề nha. Dần dần những brand lớn họ bắt đầu chú ý hơn đến nghề KOC. Cái budget marketing của họ bắt đầu chuyển từ bản hiệu ngoài trời, những cái chạy Facebook Ads, Google Ads, những cái quảng cáo trên YouTube, họ bắt đầu chuyển dịch dần dần về và phân bổ cho các bạn làm nghề KOC. Thay vì họ trả tiền cho Google và Facebook, họ sẽ trả tiền cho các bạn KOC bán được đơn hàng cho họ. Nó cũng giúp nâng vị thế của nghề. Và dần dần Châu cảm thấy cái niềm vui của nghề đó là khi mà mình đã bắt đầu từ lúc nó mới vừa hình thành, mình thấy là người ta đang đánh giá rất là thấp nghề này. Dần dần cho đến khi mình thấy nghề đã được công nhận và mình đã bắt đầu hợp tác được với những brand global luôn, thì mình thấy đó chính là cái niềm vui của Châu khi mà Châu nhìn lại cái quá trình hơn 3 năm Châu làm. Có nghĩa là mình thấy được một cái bước chuyển trong cái lĩnh vực KOC dần được mọi người công nhận hơn, và đặc biệt là khi mà có những cái brand toàn cầu liên hệ với Châu và Châu cảm thấy là sẽ có nhiều cơ hội hơn cho mọi người ở trong ngành phát triển hơn. Đúng. Điều gì đã luôn giữ chân Châu với nghề KOC đến thời điểm hiện tại? Thực ra thì nói một cách trần trụi nha, đó là thu nhập. Nó rất là thẳng thắn ở cái chuyện Bell chỉ tìm đến với một cái ngã rẽ khác khi mà cái con đường mình đang đi nó không mang lại kết quả gì cả, thì mình mới vào rẽ hướng. Nhưng mà riêng đối với bản thân Châu suốt 3 năm làm nghề, Châu cảm thấy cái con đường Châu đi nó vẫn rất là bằng phẳng. Đôi khi nó có trở ngại nhưng mình vượt qua được. Và mỗi một cái lần mình vượt qua khó khăn đó, mình được tưởng thưởng xứng đáng. Mình cảm thấy cái công sức mình làm ra đang được mọi người nhìn thấy, công nhận, và nó mang lại cho mình một cái nguồn thu nhập mơ ước. Thì Châu nghĩ là không có vấn đề gì mình phải rẽ hướng cả. Sau suốt gần 3 năm gắn bó thì Châu thấy là nghề KOC nó có cái gì thú vị mà những người không làm nghề KOC sẽ không bao giờ biết được không? Một trong những cái thú vị nhất của Châu là Châu được trải nghiệm cực kỳ nhiều. Một trong những cái mà Châu cảm thấy có ý nghĩa nhất trong cuộc sống này đó chính là mình sẽ được khám phá mọi vật, khám phá tất cả mọi thứ. Và ngay cả trong cái việc mà Châu xài sản phẩm ở trong nhà cũng vậy á. Châu không bao giờ chỉ có một chai sữa tắm, Châu không bao giờ chỉ có một chai dầu gội đầu, Châu không bao giờ chỉ xài duy nhất một cái bếp. Châu sẽ xài rất nhiều, và cái việc mà Châu khui sản phẩm mới ra Châu trải nghiệm nó mang đến cho Châu cái niềm vui lắm luôn á. Thì trước đây á, khi mà mình phải đi làm và mình phải bỏ tiền vô những cái sản phẩm đó để mình trải nghiệm, thì một trong những cái niềm vui của nghề KOC đó là Châu được gỡ những cái sản phẩm đó để trải nghiệm miễn phí. Không phải bởi vì Châu là người lâu năm trong nghề, mà thậm chí bây giờ các bạn trẻ cũng sẽ có được cái offer đó. Chỉ cần các bạn cam kết là các bạn sẽ trả cái video review thì nhãn hàng sẵn sàng cho các bạn mượn sản phẩm, hoặc là sẵn sàng tặng luôn các bạn sản phẩm đó để các bạn trải nghiệm. Thì đó là một trong những cái mà rất là thú vị đối với bạn nào mà cũng có tính cách thích trải nghiệm giống Châu. Bell nghĩ là những cái chia sẻ của Châu cũng một phần nào đó nó đánh vào cái sự tò mò của tất cả chúng ta. Một khi mà chúng ta mong muốn được trải nghiệm một cái điều gì đó mà chúng ta không có điều kiện á, thì những KOC sẽ là người ở đó giúp bạn thực hiện những cái điều đó. Đó cũng chính là lý do vì sao mà mọi người thích xem những cái video review là như vậy, đúng không mọi người? Nãy giờ mình nói về rất là nhiều những niềm vui, những cơ hội thăng tiến, cũng như là rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực mà từ bản thân Châu là một người làm trực tiếp trong nghề KOC có được. Vậy thì ngoài ra mình còn có những cái điều gì mà nó trái ngược lại không? Ví dụ như là có bao giờ Châu buồn khi là một KOC không? Thật ra Châu không buồn vì làm nghề nhiều lắm, nhưng Châu sẽ buồn vì những cái tác động xã hội. Như Châu đã nói là nghề chọn mình á. Khi Châu làm nó, Châu không biết là mình sẽ nổi tiếng, mình sẽ được nhiều người biết đến. Chứ thật ra ngay từ ban đầu mà Châu biết là những cái video đó tiếp cận cả 100.000 người và nhận lại cả mấy chục ngàn comment thì Châu chắc là Châu chạy mất luôn, không dám làm. Nhưng mà vì nghề nó chọn mình và mình cứ làm một cách vô tư, mình không biết. Và khi mà mình nhận lại rất là nhiều những cái comment như vậy, thì như tất cả mọi người đều biết, làm việc trên mạng xã hội thì mình sẽ nhận rất là nhiều comment toxic. Và thêm một cái nữa là đôi khi Bell sẽ gặp một chuỗi flop, và những cái đó nó ảnh hưởng tinh thần đến mình khủng khiếp, bởi vì nó làm cho mình nghi ngờ bản thân mình. Mình không được công nhận, và khi mà mình nhận comment toxic á, nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều. Khi mà người ta nói một cái lời tấn công mình á, nó sẽ làm cho mình nghĩ ngược lại về bản thân mình. Không biết Bell có bị ảnh hưởng điều đó hay không nha, nhưng Châu sẽ nghĩ là
có thật sự mình xấu như là lời người ta nói hay không, và có thật sự là mình vô dụng và mình không có cái value gì hết hay không, thì nó thật sự ảnh hưởng khủng khiếp đến tâm lý của mình. Và khi mà mình gặp một chuỗi flop cũng vậy, khi mà mình gặp một chuỗi khoảng 3-4 ngày, 7 ngày mà mình làm cái video nào, mình làm nội dung nào nó cũng không lên xu hướng, nó cũng không ai xem, nó không đạt được tương tác như là mình mong đợi, thì tự nhiên mình ngồi xong mình nghĩ là chết rồi, bây giờ mình lụt nghề rồi sao, bây giờ mình cạn ý tưởng rồi sao, và mình bắt đầu mình không còn hợp thị hiếu nữa hay sao. Khi mà mình ở trong một cái chuỗi trầm lắng như vậy á, content của mình sẽ ngày càng buồn, mình cũng sẽ cảm thấy là càng ngày nó càng đi xuống á, và nó lại tiếp tục ảnh hưởng mình khủng khiếp. Thì đó là đôi khi Châu sẽ bị vướng một vài cái giai đoạn như vậy. Tuy nhiên còn một cái vấn đề nữa, một cái khó khăn và một cái thách thức lớn nhất với nghề KOC mà Bell nghĩ á, là những ngày mà mình bị bí ý tưởng thì Châu sẽ làm gì? Thật ra may mắn ở cái điều là Châu sẽ có ý tưởng từ trong chính sản phẩm. Tức là Châu làm rất nhiều sản phẩm về sản phẩm vật lý, sản phẩm phi vật lý như là dịch vụ hay là bất kỳ cái sản phẩm nào trong cuộc sống. Thì chính những cái sản phẩm đó nó sẽ mang lại cảm xúc cho mình và nó mang lại ý tưởng cho mình. Châu nghĩ là khó khăn nhất á, là mình làm vlog á. Châu không biết mọi người content creator khác như thế nào nha, nhưng mà Châu làm vlog mà Châu rất là bí ý tưởng khi mà Châu làm vlog và kể về một ngày trong cuộc sống của mình. Châu cảm thấy một ngày của Châu không có gì để kể hết. Thì đôi khi Châu sẽ bị ý tưởng bởi những cái content tự nhiên đó. Nhưng mà content về nghề KOC thì Châu không có bị bí nha. Châu thường hay tìm cảm xúc từ trong chính sản phẩm luôn. Một cách để giải quyết việc bí ý tưởng khi Châu làm một KOC là tìm nguồn cảm hứng từ chính những cái sản phẩm mà mình gắn bó mỗi ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần rất là thú vị, một phần mà trong bất kỳ tập nào của nghề này sao cũng sẽ có, đó chính là người ta đồn gì về nghề KOC. Rồi bây giờ mời Châu sẽ mở một cái lời đồn đầu tiên về nghề KOC. Người ta nói KOC làm nhàn nhưng giàu lắm. Nhàn thì không nhàn đâu. KOC là một nghề mà các bạn sẽ không có ngày nghỉ. Những cái ngày lễ, những cái mà thông thường, tại vì nội dung mình vẫn phải liên tục mà. Còn giàu lắm thì tùy người. Tùy độ chăm chỉ nữa đúng không? Đúng rồi. Và tùy duyên nữa hả? Tùy trời độ hay là nền tảng độ. Câu tiếp theo nào. Người ta nói. Người ta nói. KOC không tốn tiền mua đồ. Cái này thì Châu công nhận là có thể thời điểm 2 năm trước đây KOC phải tốn tiền mua đồ. Nhưng thời điểm hiện tại nha, trừ khi đó là những cái món đồ mà nhãn hàng không sẵn sàng tài trợ thì mình mới phải tốn tiền mua. Nhưng hiện tại đã có rất nhiều nhãn hàng sẵn sàng tài trợ cho mình, thậm chí là tài trợ không hoàn lại. Cho nên lời đồn này đúng nha. Người ta nói KOC cũng chỉ là review thôi chứ có làm gì đâu. Đúng, như lúc nãy Châu có chia sẻ, bản chất của KOC quay ngược lại là reviewer. Không có làm gì đâu, đâu có đúng. Chứ có làm gì đâu hả? Tất nhiên như Châu đã nói ha, review ai cũng làm được, nhưng mà để đến cái mức KOC để tạo dựng được lòng tin và uy tín thì cái khúc này là làm nhiều lắm. Vậy là vừa review nhưng mà vẫn làm rất là nhiều nha mọi người. Giống như là trong quá trình mà Châu chia sẻ ở phần đầu của chương trình á, là chúng ta cũng phải trang bị rất là nhiều những kỹ năng, đúng, cập nhật xu hướng dồi. Rồi trao dồi rất là nhiều những cái khía cạnh để mà chúng ta có thể có được những cái sản phẩm chất lượng. Lời đồn tiếp theo nào. Người ta nói KOC không thể phát triển ở Việt Nam. Lời đồn này sai nha. Mình có thể nhìn lại từ quá khứ, từ cái sự phát triển của KOC khoảng 2 năm gần đây, mình sẽ thấy nghề KOC đã phát triển nó nhanh như thế nào, và Châu tin rằng nó vẫn sẽ phát triển tiếp tục ở Việt Nam. Ở thời điểm này vẫn chưa phải là đỉnh của nghề, Châu tin như vậy. Một lời đồn rất là dài. Người ta nói KOC thường nhận booking nhưng không có kiến thức chuyên môn. Cái này thì Châu sẽ xin giải thích một chút xíu. KOC khác với KOL, những người mà có tiếng nói về cái lĩnh vực chuyên môn của họ. KOC là một người họ đưa ra trải nghiệm cá nhân của mình. Họ không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó thì họ sẽ đưa trải nghiệm theo kiểu tôi không có chuyên môn, nhưng tôi là người tiêu dùng. Không phải người tiêu dùng nào cũng có chuyên môn. Người tiêu dùng họ cần nghe ý kiến thật chứ họ không cần đi học. Nên Châu nghĩ là nó có thể là tiêu cực hoặc có thể là tích cực, tùy vào cách các bạn nhìn. Câu tiếp theo. Người ta nói KOC vẫn quảng cáo sản phẩm không tốt vì đã nhận booking. Đây thì lại là một cái mà Châu cho rằng nó là đạo đức nghề nghiệp. Các bạn phải sẵn sàng và phải can đảm nói không
với những cái sản phẩm các bạn trải nghiệm và không thích. Châu có một cái câu rất là hay Châu học được từ chương trình KOC Việt Nam á: không có sản phẩm nào đắt tiền bằng cái uy tín cá nhân của mình cả. Không có một job booking nào đủ tiền để trả cho cái uy tín cá nhân của các bạn. Người ta nói KOC thường điều hướng khách hàng sử dụng sản phẩm kém chất lượng để bán hàng. Cái này thì cũng tương tự như câu trên. Sẽ có đôi khi các bạn bị rơi vào một cái tình trạng là các bạn làm mãi mà không ai click vào link và các bạn không có doanh số. Thì các bạn vì nhận booking hoặc là vì cái sản phẩm kém chất lượng đó nó hot, nó viral gì đó mà các bạn cố gắng điều hướng để nhận booking. Nhưng mà cái này nó sẽ quay lại cái câu chuyện đạo đức nghề nghiệp. Câu cuối cùng của chúng ta, mời chị Châu. Người ta nói KOC thường chối bỏ trách nhiệm nếu sản phẩm không như quảng cáo. Thường hả? Châu nghĩ cái chữ thường này nó hơi bị đánh đồng tất cả mọi người. Châu không cho rằng mỗi sản phẩm review của KOC nó là một cái video quảng cáo. Mình quảng cáo như là ở trên truyền hình đó thì người ta chỉ toàn nói về những điểm tốt và những điểm mạnh. Những cái điểm nó hơi phóng đại về điểm mạnh của sản phẩm. Nhưng mà thường một cái sản phẩm review bằng chữ hay bằng hình, nó là một cái vừa khen vừa chê thì nó không thể là quảng cáo được. Theo Châu cho là như vậy. Và nếu như mà các bạn mua sản phẩm mà các bạn nhận sản phẩm nó không đúng như những gì mà bạn KOC đó review, thì cái việc mà bạn KOC đó có nhận trách nhiệm hay là chối bỏ trách nhiệm thì nó sẽ là chuyện cá nhân của mỗi người. Nên mình không có dùng cái chữ thường để mình đánh đồng hết tất cả ở đây. Và nó lại quay về giống như là hai câu trên, vẫn là đạo đức nghề nghiệp của chúng ta. Cảm ơn Châu Muối. Như vậy là Châu Muối vừa vượt qua thử thách của chúng ta một cách vô cùng ngoạn mục và cũng đã cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những thông tin cũng như là những trải nghiệm vô cùng thú vị về nghề KOC. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối của chương trình Nghề Này Sao, với sự xuất hiện và trao đổi một cách không thể cởi mở hơn đến từ nhà sáng tạo nội dung Châu Muối về một ngành nghề mà cực kỳ hot trên thị trường lao động ở thời điểm hiện tại, đó chính là KOC. Hy vọng rằng qua những phút vừa rồi của chương trình thì cũng đã giúp cho các bạn một phần nào đó hiểu hơn về nghề KOC và sẽ có được những cái bước chuẩn bị cẩn thận nhất để trước khi chúng ta trở thành một trong những KOC lừng lẫy trên thị trường giống như là Châu Muối. Cảm ơn Châu Muối rất là nhiều đã dành thời gian để đến tham gia chương trình Nghề Này Sao ngày hôm nay. Và với tất cả các bạn đang theo dõi chương trình, nếu các bạn mong muốn được tìm hiểu thêm về bất kỳ một ngành nghề gì, hãy để lại bình luận cho chúng tôi và nhân vật mà các bạn muốn được gặp trong những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, thầy Bill và chị Châu Muối xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.